Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Thông tin tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron, trong đó có BA.2.75 với khả năng lây nhanh, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Trước tình hình trên, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, báo cáo các trường hợp mắc COVID-19. Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron với khả năng lây nhanh nhất là thời gian vừa qua cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Như vậy, ngoài biến thể BA.4, BA.5, BA.2.12.1 đã ghi nhận trước đó, Việt Nam mới ghi nhận thêm biến thể phụ BA.2.75 của Omicron. Thưa quý thính giả, quản lý thị trường Hà Giang vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng chuyên sĩ lẻ giấy ăn, giấy vệ sinh, nước giải khát và phát hiện 4.644 sản phẩm không có quá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 9 vừa phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 1 kiểm tra cửa hàng chuyên sĩ lẻ giấy ăn, giấy vệ sinh, nước giải khát các loại tại địa chỉ 78A đường 19 tháng 5 tổ 1, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh hàng quá do nước ngoài sản xuất gồm các mặt hàng bánh trứng, xúc xích, gói chân vịt, gà nướng ngũ vị, vịt nướng sư ba si, mì bò dưa chua, mì bò hâm xì dầu đông cổ, cá biển, hạt hướng dương. Ngoài ra còn có các loại đồ nước đóng chai như nước đào ép, trà nhai, nước lê đường phèn. Biến kinh với tổng số hàng hóa 4.644 sản phẩm. Toàn bộ số hàng hóa trên không có giấy tờ, hóa đơn chứng từ gì chứng minh tính hợp pháp. Vì vậy, đội quản lý thị trường số 9 đã tiến hành lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý thính giả, từ ngày 16 tháng 8, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến, check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho hành khách. Với việc triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến tại sân bay Phú Bài, Việt Nam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ check-in online lên 17 sân bay nội địa và 30 sân bay quốc tế đồng thời đang dần tiến tới việc triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay hãng khai thác đường bay đến đây là một trong những nỗ lực của việt nam airlines nhằm tiến tới mục tiêu hãng hàng không công nghệ số digital airlines trước đó hãng hàng không quốc gia đã đưa dịch vụ làm thủ tục trực tuyến phục vụ các hành khách khởi hành từ các sân bay nội địa nội bài tân sơn nhất đà nẵng cam ranh vân đồn cát bi vinh chu lai công đảo phú quốc đà lạt điện biên cần thơ thọ xuân lai cố và phù cát Thưa quý thính giả, giá thép trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 14 liên tiếp với mức giảm cao nhất tới 710.000 đồng một tấn. Các giá bán về mức 14 đến 15 triệu đồng một tấn. Nhiều doanh nghiệp thép tiếp tục thông báo hạ giá sản phẩm từ ngày 15 tháng 8 với mức giảm trung bình từ 290.000 đến 510 đồng một tấn, chưa bao gồm thuế VAT. Cụ thể, theo steelonline.vn Thương hiệu thép miền Nam điều chỉnh giảm lần lượt 360.000 đồng một tấn và 510.000 đồng một tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thành vàng D10CB300, về mức giá 15,12 triệu đồng một tấn và 15,73 triệu đồng một tấn. Thưa quý thính giả, chuyên trang du lịch Canada giờ tra vợ chọn Vịnh Hạ Long của Việt Nam là một trong 10 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2022. Theo đó, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh là đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách, xếp ở vị trí thứ 5. Nằm ở phía đông bắc Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vịnh Hạ Long gồm 1.600 hòn đảo đá vôi quan sơ, nổi bật trên mặt biển xanh ngắt, đôi khi được che phủ dưới làn sương mù kỳ bí. Giơ trà vời tư vấn cách tốt nhất để trải nghiệm nơi này là đi trên những chiếc thuyền nhỏ, chèo qua những danh lam thắng cảnh nổi bật trên vịnh. Chuyên trang này cũng hướng dẫn du khách tham quan vịnh, cách tốt nhất để trải nghiệm vịnh Hạ Long là đi du thuyền, hoặc chèo ca dắt qua những dãy đá vôi. Du khách có thể tham quan các hang động nằm trong vịnh, gồm động thiên cung và hang sửng sốt. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý thính giả, AFP đưa tin các quan chức thông báo một tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã cập cảng -tà, tà miền Nam Sri Lanka, bất chấp quan ngại từ Ấn Độ và Mỹ. Cảng này hiện đang do Trung Quốc điều hành. Sau cuộc tham vấn với phía Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc, nhà chức trách cảng biển ta cho hay, tàu viễn vọng năm được phép cập cảng với điều kiện tàu này sẽ không thực hiện bất kỳ hoạt động nghiên cứu nào trong khi neo đậu tại vùng biển Sri Lanka. Thưa quý thính giả, ngày 16 tháng 8 cho thấy tàu Brave Commander đã rời cảng Bidendi của Ukraine, mang theo 23.000 tấn lúa mì lô hàng viện trợ lương thực nhân đạo đầu tiên từ Ukraine tới châu Phi, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại nước này hồi tháng 2 vừa qua. Trước đó, Trung tâm Điều phối chung do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc phối hợp thành lập đã phê duyệt cho con tàu trên khởi hành nhằm giải quyết khủng hoảng lương thực tại châu Phi. Theo Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine ông Oleksandr Tàu Bray Commander sẽ dỡ hàng tại Djibouti để từ đây 23.000 tấn lúa mì trên tàu sẽ được chuyển đến nước tiếp nhận cuối cùng là Ethiopia. Tính đến nay, 17 tàu chở tổng cộng hơn 475.000 tấn nông sản đã rời các cảng của Ukraine theo khuôn khổ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc có tên gọi sáng kiến ngũ cốc biển đen. Trong khi đó, tàu chở lúa mì đầu tiên theo thỏa thuận này đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14 tháng 8. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Anh Trớt và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak Hai ứng cử viên trong cuộc đua trở thành thủ tướng Anh đã đưa ra các chính sách đối với Scotland trước khi tiến hành tranh luận ngày 16 tháng 8. Theo hãng tin Reuters, hai ứng cử viên này đều chủ trương giữ Scotland trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Theo đó tăng kiểm soát đối với chính quyền Scotland để đẩy lùi các nỗ lực thúc đẩy độc lập cho vùng lãnh thổ này. Sự gắn kết trong Vương quốc Anh gồm bốn thực thể: England, Scotland, Wales và Bắc Ireland trong những năm vừa qua chịu nhiều sức ép do ảnh hưởng của việc Anh rời Liên minh châu Âu. Brexit và bất đồng liên quan các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 của chính quyền trung ương. Đảng dân tộc Scotland lãnh đạo chính quyền vùng Scotland muốn tổ chức cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về độc lập của vùng lãnh thổ này vào năm tới. Về chính sách đối với Scotland, cả ngoại trưởng Anh Liz Truss và cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak Anh đều muốn tập trung vào vấn đề sức khỏe và giáo dục tại khu vực này. Thưa quý thính giả, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám nội tổng hợp của các thầy thuốc già đã trở thành địa điểm khám chữa bệnh miễn phí quen thuộc với người dân trên địa bàn suốt hàng chục năm qua. Phòng khám do các bác sĩ về hưu thuộc Bệnh viện Quân Y 175 thành lập từ năm 1995. Thời gian đầu, phòng khám nằm trên đường Phạm Văn Đồng và chỉ có 4 bác sĩ, một dược sĩ, ba đồng y phụ trách. Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng các thầy thuốc tại đây vẫn miệt mài giúp đỡ người bệnh. Đến năm 2009, phòng khám thuộc phạm vi quy hoạch làm đường nên phải dỡ bỏ. Vì không tìm được nơi phù hợp để xây dựng lại nên các bác sĩ, dược sĩ, lương y cũng đành ngậm ngùi giải tán. Thế nhưng, với cái tâm của người thầy thuốc, các y bác sĩ đã thường xuyên vận động, kêu gọi mọi người chung tay mở phòng khám mới. Sau nhiều cố gắng, đến năm 2013, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 3, quận Gò Vấp đã hỗ trợ một căn nhà nhỏ. Hội cụ chiến binh phường cùng nhiều nhà hảo tâm góp sức sửa chữa để phòng khám hoạt động trở lại. Đầu năm 2014, phòng khám được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công nhận là một địa điểm khám chữa bệnh chính thức. Thưa quý thính giả, Hà Giang và khu vực miền Bắc nói chung có khá nhiều con dốc hùng vĩ, nhưng hùng vĩ nhất đó là con dốc chính khoanh ở Hà Giang, nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi có những khúc cua mềm mại với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhìn như những dải lụa, và đây quả là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Hà Giang và miền Bắc nói chung. Dốc Chính Khoanh là một phần của quốc lộ 4C quyết mạch của Hà Giang. Đây cũng là điểm nhấn độc đáo của dốc Bắc Xuân dốc có giao thông hiểm trở, quanh co và rất treo leo. Chính khoanh nối hai địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Giang Phố Cáo và Xuống La. Cùng với nét độc đáo của mình, giúp chính khoanh trở thành một địa điểm khám phá nổi tiếng khi du khách đặt chân tới Hà Giang. Đây cũng là cửa ngõ của cao nguyên đá Đồng Văn. Có lẽ sự hùng vĩ của cao nguyên đá đã quá nổi tiếng với du khách thập phương, thế nhưng đừng bỏ lỡ trải nghiệm tuyệt vời trên đường tới đó. Sự gây go và hồi hộp cùng cảm giác khoan khoái khi chinh phục dốc chính khoanh sẽ góp phần tạo nên một hành trình thực sự ý nghĩa. Thưa quý thính giả, hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc sở hữu khí hậu ôn hòa qua quanh năm, khung cảnh thiên nhiên đa dạng thu hút du khách quốc tế. Đảo Jeju, Hàn Quốc là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Nhiều bãi biển đẹp, núi cao, văn hóa địa phương thân thiện mang lại sức hút với du khách. Đến đảo, bạn không thể bỏ qua trải nghiệm leo núi ngắm cảnh, chèo thuyền ca dắt đáy kính trên mặt biển trong vắt. Đỉnh xe ông San In Chung bông cao 180m so với mực nước biển, đã phun trào dưới đáy đại dương cách đây khoảng 5.000 năm. Vì thế, điện anh này trở nên đặc biệt trong số rất nhiều miệng núi được ở đảo Jeju. Đỉnh Sê Ông Sang In Chung Bông được công nhận là di tích tự nhiên vào 2000 và được UNESCO liệt kê là di sản thiên nhiên thế giới năm 2007. Đỉnh núi cũng được mệnh danh là nơi đón mặt trời mọc đẹp bậc nhất Jeju. Để chinh phục đỉnh núi, bạn phải đi bộ men theo con đường đá nhỏ với độ dốc thoai thoải. Khung cảnh hai bên được bao phủ bởi cây cối mát mẻ. Dọc đường có một số điểm nghỉ để du khách dừng chân. Đến lưng chừng núi, toàn cảnh đảo Jeju đã thu trọn trong tầm mắt. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.